sự khác biệt lớn nhất tại Impressivo đó là tệp khách hàng cao cấp của họ. Tại sao tôi nói như vậy? Họ là những khách hàng có gu thẩm mỹ cao, có văn hóa, biết cách thưởng thức. Họ muốn đưa bản thân của họ lên đến cái sự cam kết cao nhất, đẳng cấp nhất, khác biệt nhất. Và tất nhiên, cái gì tinh tế thì không kinh tế. Cho nên, họ cũng là những người khách hàng giàu có và có địa vị xã hội. Impressivo còn có những sản phẩm gọi là cá nhân hóa. Tức là, giả sử như quý vị muốn một chiếc đàn có chữ ký của mình, có hình gia đình hay là một cái bức tranh nghệ thuật nào đó khảm ở trên chiếc đàn, thì Impressivo đều có thể làm được và làm với một cam kết, một chất lượng tiêu chuẩn cao nhất. Cái điều mà tôi ấn tượng nhất, thu hút nhất đối với tôi đó chính là piano showroom trưng bày của Impressivo. Nó thật sự là đẳng cấp và sang trọng ở một cái tầng thẩm mỹ khác biệt so với những cái đơn vị khác ở trên thị trường hoặc những cái showroom mà tôi từng ghé thăm. Có thể nói đến ví dụ như là về các cái thương hiệu đàn đi. Những cái thương hiệu đàn là đẳng cấp, cao cấp mà từ Âu Châu, từ Âu Mỹ mà họ đưa về trưng bày ở tại đây. Và cái điều thứ hai đó là các cái đối tác của họ đều là những đối tác trọn lọc, chất lượng, những cái đối tác lớn. Và cái điều cuối cùng đó chính là cái không gian trưng bày. Khi mà quý vị bước vào showroom Impressivo, quý vị bước vào một cái không gian nó đẳng cấp, nó sang trọng, nó khác biệt rất là nhiều. Thì có 4 yếu tố mà một người tư vấn piano cần có. Thứ nhất đó là kiến thức, sự am hiểu về sản phẩm, về thương hiệu mà mình đang phân phối. Cái thứ hai đó là phân khúc khách hàng. Chúng ta phải biết sản phẩm của mình bán là bán cho phân khúc khách hàng nào. Chúng ta cần giúp cho khách hàng vượt qua những cái sự trăn trở, những cái sự khó khăn khi mà họ bắt đầu mua một chiếc đàn piano. Và cái điều thứ ba đó là kinh nghiệm. Cái người tư vấn piano cao cấp ít nhất phải có cái sự kinh nghiệm ở trong ngành. Và một người khách hàng thông thái, họ sẽ đọc vị được từng cái lời nói, từng cái lời tư vấn của mình. Và cái điều cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh đó là người tư vấn piano cao cấp cần có một đam mê, một tâm huyết, một tình yêu với ngành, với sản phẩm. Bởi vì đó là cái động lực cốt lõi để mà đẩy chúng ta đi xa hơn và bền bỉ hơn mỗi ngày. Xin cảm ơn.